Bị nói là nhạc sĩ ác độc nhất Việt Nam, Nguyễn Văn Chung lên tiếng đính chính. Phản ứng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trước nhận xét từ một khán giả thu hút đông đảo sự chú ý. Trên trang cá nhân, mới đây nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã đăng tải bức ảnh chụp ảnh màn hình một sản phẩm âm nhạc được nam nhạc sĩ phát hành trên kênh YouTube cách đây nhiều năm trước. Theo đó, dưới phần bình luận của MV Cha và Con Gái được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, một khán giả đã để lại bình luận thu hút đông đảo sự chú ý. Cụ thể, một tài khoản đã để lại bình luận dưới MV như sau: Nguyễn Văn Chung, nhạc sĩ ác độc nhất Việt Nam. Hai bài Cha và Con Gái, Nhật ký của mẹ có sức công phá cực lớn. Ngay khi đọc được bình luận này, nam nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lập tức lên tiếng đính chính trên trang cá nhân: Hu hu, mình có ác đâu. Phản ứng vô cùng hài hước của cha đẻ ca khúc Nhật ký của mẹ khiến nhiều thích thú. Đúng như những gì mà vị khán giả trên đã nói, Nguyễn Văn Chung quả thật rất ác độc khi sáng tác ra toàn những ca khúc lấy đi biết bao nhiêu nước mắt của người nghe với loạt tác phẩm nói về tình cảm gia đình đầy ý nghĩa như Nhật ký của mẹ, Cha và Con Gái. Những sáng tác của Nguyễn Văn Chung dù đã nhiều năm trôi qua nhưng khán giả vẫn vô cùng xúc động mỗi khi nghe lại và khó có thể nào quên. Được biết, Cha và Con Gái là một trong số những sáng tác nổi bật trong sự nghiệp của Nguyễn Văn Chung, được giọng ca của Thùy Chi thể hiện vô cùng thành công. Với lối viết ca từ dung dị cùng giai điệu đầy da diết, Cha và Con Gái nói riêng và các sáng tác của nam nhạc sĩ nói chung đều luôn gây xúc động mạnh đối với người nghe. Nội dung của bài hát như tiếng nói từ trái tim cô con gái gửi tới người cha thân thương, gợi lại ký ức về những ngày ấu thơ được cha đưa đón, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, đến lúc trưởng thành vẫn luôn có hình bóng cha dõi theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.